Hello anh em, hello mọi người. Có hôm nay chúng ta sẽ có nhiều cái để chúng ta sẽ phải ngồi với nhau đấy. Đây, tôi vào xếp cho anh em xem nhá. Đây, anh em ơi, tôi vừa mới được tặng cho con ác anh em ạ. Có thể nói là ngon. Đó, tôi vừa mới được tặng cho con ác này. Đây, đây sẽ là một ác mới của tôi nhá. Cũng khá nhiều đồ mới anh em ạ. Đó, chúng ta cùng dạo qua một vòng đây, xem ác này như nào nhá. Anh em xem có thiếu gì không nhá? Tôi đếm sơ sơ thì cái nick này nó rơi vào khoảng tầm 400-500 báu vật gì đó. Cũng nhiều lắm anh em ạ. Nói chung là cái gì mà hot cũng đều có hết. Đó, nhiều lắm. Ôi, có một con AK. Con này tôi chưa bao giờ tôi thấy anh em ạ. Đéo hiểu sao lại có ạ. Có con AK Expert mà nó 7 màu thế này ta. Chưa thấy bao giờ luôn. Đấy, tôi đang lướt lướt qua một vòng cho anh em xem thôi. Đây, cái nick tôi vừa được tặng nhá. À, hết rồi, sắp hết rifle rồi. Thôi, tôi nghĩ là đéo khoác gì là không có luôn thì phải. Đó, hết rifle rồi, chúng ta đảo qua SMG đi. 7 Thompson. À, hết rồi, nào qua sóc gắn đi. Sóc gắn thì tôi nghĩ chắc cũng chả thiếu con nào cả anh em ạ. Có thiếu 1-2 con thôi. Đến Snip. Uầy, Snip đây thì cũng đâu đó khoảng tầm 5 con Transformer 2 thôi anh em ạ. Đó. Và có một cái nữa rất đặc biệt anh em ạ. Tôi chưa thấy vào cái khẩu này ở trên game luôn. Tôi nghĩ là chưa chắc có ai đã có. Đó là một khẩu 3Z Bon Beat huyền thoại anh em ạ. Cái này khẩu này lúc đầu thì tôi nhìn tôi tưởng nó là con Transformer 2 cơ. Nhưng mà tôi nhìn lại thì nó lại tên là Bon Beat huyền thoại anh em ạ. Đây là sẽ là một khẩu mới sắp tới sẽ được update anh em nhé. Và đây cũng là một khẩu mà tôi chưa thấy có ai cầm ở trên game bao giờ. Đây là khẩu AWM Inferno Dragon Primer. Đó. Khẩu này mới này. Chưa thấy ai cầm trong game cả. Còn con nào nữa không ta? Thử để ngó xem nào. À đây, thêm được cả con này đấy anh em ạ. Con này cũng chưa có ai cầm ở trong game đâu. Đây là khẩu 3Z Bonebit Primer. Tôi thì cũng chưa sờ nó bao giờ. Nên là tôi chắc là hôm nay tôi sẽ ngồi tôi sẽ bắn khẩu này đấy. Đó, có nhiều khẩu mới lắm. Cái khẩu này tôi cũng chưa thấy trong game bao giờ. Nhưng mà chắc là khẩu này ra lâu rồi. Nhưng mà chắc là năm ngoái thì phải. Nhưng mà tôi chưa được sờ vào. Thì như là hết rồi. Hết mấy con mới rồi. À đấy, có bộ Valentine của năm nay này. Ôi, được tặng cái nick nó giá trị quá anh em ạ. Đây, đi bệ 3Z thường 2 con luôn nhá. Nào, tôi qua đảo qua MG đi. MG thì hơi ít anh em ạ. Còn mới có 2 con RBK và 2 con 6 nòng thôi. Mà con đéo nào ngoại bảo vật thì chắc là con nào cũng có. Đây, có cả con 6 nòng mới này. Con 6 nòng Inferno Dragon Puck Gold có luôn. À, nào qua súng phụ đi. Hai số súng phụ thì nó cũng vậy thôi. Đấy thì đâu đó được 5 con cọp Transformer 2. Trời, để mà nói cọp về cái nick này thì thôi. Đây, mẹ cọp vô biên anh em ạ.
hai cọp Phoenix, hai cọp Eternal, đây cọp Penny có, đây hai cọp Gold luôn. Ôi bạn là con cả hai cọp Blossom Cherry nữa, với hai con cọp Penny luôn à. Essen có luôn này. Ui tôi thích con cọp này nhất luôn, con cọp Blue Silver Dragon hai con luôn. Ui tha hồ lắp anh em ạ. Lục thì nhiều, trận chiến thì cũng hòm hòm anh em ạ. Thì đâu đó cũng 5 con cookie Transformer 2 thôi. Tôi đang thấy là hơi không có con dìu Primer anh em ạ. Có cả cookie mới này, cookie Bumblebee này. Ui con sẻ này, con sẻ này đẹp vãi trưởng luôn. Dìu Miro cũng có rồi đấy. Chỉ không có con dìu Primer thôi. Con dìu cùng bộ với cả cái khẩu này này. Khẩu AWM Inferno Dragon Primer này. Đó. Ác này thì không có nhiều nhân vật anh em ạ. Có hai con thôi, có con Nano Copycat với cả con DX Puma thôi. Item thì nó cũng không có nhiều. Đây 10.000 gold coin này thì hôm nay chúng ta chỉ có tiêu tiền thôi anh em ạ. Tôi nói thật đấy, nó chỉ tiêu tiền thôi. Cái này thì đang có, nói chung là item thì bàn ngàn. Item thì nhiều, búp bê nhiều luôn, búp bê nhiều lắm. Thật tôi tiêu 10 triệu thì bao giờ hết ta. Chắc là tôi tiêu đến sẵn năm may ra hết anh em ạ. Tôi đóng gấu coi ra, tôi đóng một phát item 3-4 năm luôn. Để dùng dần anh em ạ. À đây, có một khẩu mới mà tôi cũng ngó qua được rồi, tôi đá qua được. Là tôi cho anh em xem một. Đây có 3Z là một nhá, cả hai con Primer nhá. Có thêm một con nữa. À đây còn cái kho bom anh em ạ. Nhìn kho bom này thôi, ghét vãi lìn luôn. Toàn bom VIP anh em ạ. Dưới này thì toàn bom bom cuồng nộ với cả bom flash nữa. Flash hơi ít, nhưng mà smoke thì nhiều. Mà chủ yếu là nói chung là cũng có với bom VIP rồi nên là cũng không cần nhiều với bom kia lắm. Tôi thấy một con súng mới anh em ạ. Tôi dám chắc là anh em chưa bao giờ anh em nhìn thấy ở trên game đâu. Con này hơi hiếm, con này tôi phải công nhận là có, nó ra lâu rồi nhưng mà rất hiếm người có cái con này. Con này khá hiếm nhá. Đây cũng là một trong những cái con mà mới được update này. Đây, hai con AK này này. Cả con AK này nữa thì phải. Hey, anh em biết con này là con gì không? Chắc chắn là tôi giáp cá luôn, là chưa có ai trong cái game này cầm cái con này luôn. Tôi khẳng định một điều là như thế luôn. Đây là con M4A1 bit Imperial Gold S-bit nhá. Con này là nó khác hoàn toàn với cả con 4-bit nhá. S-bit khác nhá, 4-bit khác nhá. Con này thì mình sẽ chơi cho anh em xem. Con này tôi cũng thích này, con này cũng đẹp này. Con này cũng hiếm này. Mong là ra update thì mình quay tí ở ác kia. Và chắc là cũng chả cần phải quay đâu. Giờ có ác này rồi, tôi được tặng cái ác này mà. Chơi bao giờ hết. Đấy, đóng luôn 10 triệu vào mua item cả đời luôn. Nào, hôm nay chúng ta có khá nhiều cái để làm các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải làm thế nào cho tiêu hết được cái 10.000 gold coin này anh em ạ. Trời ơi, đây là 10.000 gold coin này là tương ứng với 10 triệu tiền thật. Đó. Thì cái nick này của tôi nó đang hơi ít item. Đi shopping tí đi. Vào cửa hàng đơ luôn này. Hôm nay chúng ta sẽ đập hai cái nhẫn này các bạn nhá. Đây. Hai cái nhẫn này đang đều là có 3 sao thôi. Hôm nay tôi sẽ đập hai nhẫn này thì tăng thời gian này lên mắt 5 sao luôn. Không biết là có được không. Để tôi mua ít thẻ đập nhẫn phát. Đây rồi. Cái này cũng nhiều phết đấy. Tôi sẽ mua khoảng tầm đâu đó 1.000 cái anh em ạ. Nghìn cái anh em ạ. Uầy, mua bao nhiêu rồi ta?
Ui, 540 cái thôi ạ. Trời luôn. Nhận đâu rồi ta? Đây rồi. Ui, đập con nhẫn này trước nhá. Cứ 10 thẻ một thôi. Ôi, mẹ đen vậy. Ui, gì mẹ sao nhỏ vậy? Đéo được rồi, đen quá. Fuck this shit, I'm out. Thì mẹ đúng tháng có hồn có khác. Đen vậy. Không sao, một cái nào vàng 4 sao luôn ạ. Không sao. Vẫn còn nhiều. Đây ơi. Đó. Được cái 4 sao gay. Cái này là cái 4 sao tăng thời gian Q cho combo là 0.9 giây. Một giây là tối đa. Còn 0.9 là cái gọi là cao, gần cao nhất rồi đấy. Đấy luôn. Đó. Nó chết ngay. Cái nữa nào. Ui. Mẹ. Toàn 3 sao ạ. Ui, khó thế. Nào. Đây rồi. Được quá nhờ. Ui. Phép ra cái cao nhất nữa. Nhưng mà cái này là tăng Epic B anh em ạ. Trời ơi. Cái này thì tôi không cần. Nào. Tiếp nào anh em. Hôm nay chúng ta chỉ tiêu tiền thôi anh em ạ. Tiêu hết 10 triệu gold coin này thì thôi. Ui. Mẹ nó cao. Nếu phải cao nhất ạ. Cay thế. Ui. Mẹ toàn trung bình vậy là thấp ạ. Thế mời gì. Đéo hiểu kiểu gì. 2 hours later. Ui, 22 cái cao. Cao vậy. Ôi. Cái chắc chắn cái đéo gì. Đéo quay nữa.